đèn kéo tiếp đi nào. Ôi ôi ôi, ui giời ơi, mày Hương ơi, chạy, cô đi kia, chạy đi, chạy luôn. Đi chạy. Chết tao rồi. Bắt đi nghe đồng thả. Con quay lại việc của mình các bạn nha. Đây, thôi đi nôn đi nôi về đây nào. Con nôi về không? Nôi. Kéo căng à, 2, 3 đi. Đây kéo đi con ơi, ôi. Ui giời ơi. Hello, xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, thì hôm nay mình đang buổi trưa mình đang chuẩn bị ăn cơm thì hai thanh niên Minh Quân và Trương Bịp. Đấy, hai thanh niên này mang con diều bẹn trâu ra thả các bạn nhá. Thì không biết là hai thanh niên này nếu mà mình mà không có nhà thì thanh niên này sẽ chơi kiểu gì. Và bây giờ cho các bạn xem hai thanh niên trẻ trâu học lớp 4 chơi con diều 20 năm cõng một bộ chuông này, bộ chuông của mình các bạn nhá, mình cho mượn. Thế là giờ Quân sẽ đi thả và hôm nay Quân cảm thấy thế nào khi khôi phục lại con bẹn trâu của em Quân? Hôm trước thả sao mà bị gãy Quân? Gió to quá à? Em thả gió to à? Gió to quá. Bão bão à? Ờ giờ mang con diều này ra các bạn nhé. Này hôm trước thả gió to thì là thanh niên mang ra không hỏi mình gì, mang ra chiến gió to. Xong đấy là diều thì thả đang thả gió nhỏ các bạn ạ. Đây, bây giờ thì mình sẽ mang con diều này ra thả các bạn nhá. Chiến gió to thế là gãy chỗ cái đoạn vai. Đi đi con ơi. Gãy là chuyện bình thường đấy các bạn nhá. Diều làm thì cũng có phải có lúc đổi đo chứ làm sao mà diều nào cũng tuyệt vời mãi được. Con nào nó cũng xịn lắm thì phải độ thật kỹ các bạn nhá. Nhìn những con diều to mình làm này ít khi bị gãy nữa. Như đợt trước thả mấy con mình cũng thấy chiến gió to thoải mái rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra đây và test cho các bạn xem con diều bẹn trâu này. Đâu rồi? Hai đứa thả sao cứ để anh cầm diều này. Đây. Cầm diều đi. Đây mình đang thả con diều to. Con này là con cú này mình quay rất là nhiều nhá. Con cú 3,5 m cõng vua hòa còi. Hòa còi có 7 quả thôi. Quân mang ra. Ra kia mà ra đồng mà. Ra đồng thả thoải mái đâm ở đây cơ mà vướng dây anh chết. Tí nữa trường đâm mà trường. Hai thanh niên học lớp 4 không biết là tí nữa Quân có bị con diều này có hành không các bạn nhé. Quân nghĩ là có hành em không Quân? Không. Không à? Chắc chắn được. Không hành được chứ. Nhưng mà có chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Anh sai, rất là tự tin luôn các bạn nhé. 100%. Xem 100% hay là 1% anh em cùng chuẩn bị đón xem nhé. Bây giờ là tầm khoảng độ 11 giờ 09 nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đó. 11 giờ 09. Thì ra đây gió to quá nên là mình phải đưa cho em mình cái đôi găng tay. Mà hai thanh niên này nếu mà không có mình ở nhà cũng mang diều ra thả các bạn nhé. Buổi trưa thế là nó bảo là nhanh chóng đi học về để thả diều. Nghiện không bỏ được. Để chơi diều nâng cao sức khỏe nên là các bạn là nên chơi diều nhé các bạn nhé. Mà bạn nào muốn đặt những cái mẫu diều nào thì có thể liên hệ qua Zalo cho mình. Con này thì khá lâu rồi, do là hàng cũ nên là mình để cho em mình chơi thôi, chứ còn cái hàng mới mình sẽ bán cho các bạn. Rồi, đi ra đây. Bây giờ mà anh mắc dây vào, con này giữ cho anh con này. Mình sẽ mắc dây vào nha, chuẩn bị là trường ra nội ra kia thì ấy bẩn quá nhỉ. Đâm. Ui ôi. Ra ngoài này nó mát các bạn ạ, quang cảnh nó lại đẹp nữa. Ai mà chẳng muốn thả diều ngoài cánh đồng đúng không các bạn? Chỉ có thả đường thả diều. Bây giờ là Quân chuẩn bị chạy đi Quân ơi. Ô chết rồi, kìa cẩn thận dừng vướng bên dưới kìa. Hay cầm đấy. Kìa ở dưới chân đấy. Vướng chú Vinh. Bây giờ nhá. Đi về kia đi Quân ơi. Chạy đến chỗ cái chuồng kia đi. Không. Trừng đập mà. Cầm đeo găng tay. Đấy, từ từ đến gần nó. Đấy. Không đi đường đấy trường ơi. Đi đến kia có bờ không? Bờ kéo không? Có bờ kéo này. Lên trên bờ trên kia đi để xem là Quân có kéo được không. Đeo đôi găng tay to hơn cả người. Bạc. Đây. Con này em chấp hết. Thế á, chấp hết luôn à? Xem tự tin vậy. Úi rồi, sao cái lòng lọc vãi cả mấy thanh niên mang lòng lọc của mình ra. Để ngay ở đây ạ, vãi thật, tí nữa mang về. Đi, ra đồng. Chuẩn bị nhá các bạn nhá. Quân ơi, nếu mà nó người em đi thì anh không kéo được nhá. Coi như là hôm nay là toàn làm bộ là em trải nghiệm đấy. Vâng. Anh không biết gì đâu nhá. Vâng. Ok chưa? Không sao. Ok, tự tin đi. Tự tin luôn. Tự tin nhá. Tóc của mình nó gấp xuống thành bát úp rồi các bạn. Đây này, đi thẳng này Dương ơi. Đi thẳng này ra này. Lông bộ đi. Bụp hay là bị xoay đảo gì không nhá các bạn nhá. Phải đi thật xa ra, đi xa ra đâm cho nó cân. Tí nó Quân kéo thì buồn cười. Từ, Trương ơi, rồi tập này đâm được rồi đấy. Từ, kéo căng ra nhá. Mình sẽ đi rùi dịch trên này các bạn ạ. Kéo căng ra này. Kéo căng ra, 2, 3 đi. Đây kéo đi con ơi, ôi. Ui rồi ơi.
không có đường chạy các bạn ạ. Ôi giời ơi, chẳng ai báo ơi. Báo rồi qua đây. Chết ta mất thôi. Bẩn hết rồi, về đây rửa đã. Báo thật các bạn ạ. Trẻ trâu thả diều báo thật đấy. Mày không kéo được, mày để anh kéo luôn. Tí nữa cho mày nôi sau. Không, em đứng đây, không sao em kéo được. Ui giời. Báo thật đấy. Không chết về. Dư, báo thật. Lại rửa đây các bạn nhé. Thôi cầm này. Cầm này. Ma báo thật. Bẩn hết diều luôn ạ. Đấy. Nếu mà hôm nay mình mà không đi thả diều mấy đứa này thì nó cũng kéo như thế các bạn. Bẩn hết rồi. Không phải kéo như thế đâu. Kéo ấy quá, đẹp quá. Chừng nó tại chừng rồi. Để chú kéo cho Quân. Cho Quân nó giữ sau. Không. Nên lại nha các bạn nhé, bộ chuông này là bộ chuông đây. Bộ chuông mình để chơi, bé bé đây, Quân ơi. Đây nhá. Chuẩn bị để mày giữ luôn đây đi. Cái dẹp. Đây. Cầm đấy. Mình sẽ kéo cho các bạn xem nhá. Sao mày có giật đâu. Sao mày có giật được đâu. Mày phải để anh sẽ giật cho mày. Con này nên ngon luôn. Kéo căng ra trường nhá. Hai ba lên nào. Ôi rồi. Thôi bộ chung này ưa gió nhỏ các bạn. Đây. Đeo găng tay vào. Ui. Căng quá trưởng các bạn ơi. Cái bộ này mình phải mở miệng ra nữa. Bộ này chưa mở miệng các bạn ạ. Ơ dư đi. Đây. Thôi mang ngắn dây thế. Em mang cái guồng này không có tí dây nào vậy. Có tí dây này. Đó. Để xem là thanh niên này có thả dây đã. Cầm vào cái guồng. Cầm mấy guồng mày cầm vào em gì. Đây. Hai thanh niên. Đây là hai thanh niên mà khi mà không có ai các bạn nhá. Có một hai nên đi thả diều rồi. Đấy, một thằng thả dây, một thằng cầm tay giữ chắc vào. Đúng rồi. Hai bạn rồi. Ui giời ơi, một vào hai vào. Wow. Ôi. Dư chắc vào. Nôi về đây. Ma, đảo rồi, tí chỉnh đánh. Thả tiếp dây ra để cho trường kéo nào. Để trường kéo thử, bỏ tay ra để cho trường kéo nào. Kéo được, nó thật trường thả dây ra trường ơi. Bay dây á. Thế á. Trường vẫn trụ được các bạn nhé. Rồi, một thằng thả dây ra. Ui. Mày báo thật tôi. Thả ra. Quân một thả ra để nó chừng dư. Kiểu thật là nó lơi. Tí chỉnh đánh. Đánh rồi. Ui. Trời ơi, làm gì đây? Dư. Từ bán chạy con buông nha. Đừng tải. Đây là báo thật đấy. May mà không trúng được. May mà trúng được. Thôi đi về đây, đi lùi về đây. Đấy, Quân giữ trường phát để thả dây ra đã. Nánh rồi. Kéo xuống chỉnh nánh á. Đây. Hai thằng kéo tiếp đi nào. Ui. Bay guồng rồi. Ui. Bay guồng. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Ôi, chạy. Đồ đi kìa. Chạy đi luôn. Chết tao rồi. Vướng rồi. Chết rồi. Chạy em Quân ơi. Cầm ơi đúng rồi. Chết tao rồi. Tuyệt đối là các bạn không nên làm theo nha các bạn nha. Hai thằng này nó chơi báo quá. Thằng tay nó vứt hết của mình đi rồi. Ba này Quân ơi. Vãi thật. Nhìn vào ruộng này. Cả Quân ở trước đây. Mày đang ốm mắt anh ra đồng quay này. Bắt anh ra đồng thả. Con quay là việc của mình các bạn nhá. Đây. Thôi đi nôi về đây nào. Con nôi về đâu? Nôi về được không? Ôi. Từ điểm nam tiếp ủng hộ. Từ ta gặp nhau. Chạy bẩn hết rồi. Vãi thật mấy thằng. Quay cái chân chúng mày xem. Quân đại chúng mày xem đi về. Này thì biết chơi bật hết cả guồng các bạn ạ. Buông tay luôn à. Ui rồi. Vẫn chưa có dấu hiệu thôi các bạn nha. Ui rồi. Ui.
Ui dồi, cho về các bạn ơi, gió không ổn rồi. Mình cầm một tay mình lôi về các bạn nhá. Mang găng tay về, mang găng tay về. Ôi ôi ôi, mang tay về, găng tay rồi, một cái găng tay rồi, đây này. Đi về các bạn ơi, vai cả nội đường, bẩn quá. Cái quần tao vừa mới mặc xong. Ui giời ơi, lại đến lượt thằng trưởng. Mang dép về chú. Quân mang dép về anh nhá. Đi về các bạn ơi. Thôi cọc quay rồi, mấy thanh niên báo quá. Báo quá trời đất luôn. Ủa. Ui giời. Không hiểu cái kiểu gì. Ra thả diều gặp hai thằng trẻ trâu này, nội ruộng rồi. Giữa ruộng các bạn nhá. Nó cho phát là giữa ruộng ạ. Ui. Ui giời. Thôi tầm này mình cũng tầm này mình cũng mệt lắm rồi các bạn. Dư 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 về dư. Chịu mấy thanh niên. Thôi chịu rồi. Cầm nồng lọc về. Bỏ te, bỏ te, bỏ te, bỏ te. Đứng cọc vào. Giờ chỉ có cọc vào thôi các bạn ạ. Ui giời. Hai bên nằm nó cũng vật vã với nó. Nó bẹn, nó lên nghịch nữa các bạn nhé. Mình cọc xong đây rồi. Thôi. Tầm này mình cũng bẩn hết chân này. Chân tay anh bẩn hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một lượt like và một đăng ký kênh. Để ủng hộ video của mình ra những clip hài hước và buồn cười hơn các bạn nhá. Ok. Vẫn chưa khỏi ốm rồi. Ok, con này lên con rồi nhá. Đấy. Nánh thì nánh, tí tí nữa mình sẽ chỉnh lại cái nánh. Níp sáo. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye các bạn nha.